Xin chào quý vị và các bạn, tôi Diễn Hùng Khánh ạ. Hôm nay tôi quay video để giới thiệu cho quý vị và các bạn công trình thi công lắp đặt cửa thông minh Việt Pháp của công ty chúng tôi. Đây là công trình công ty chúng tôi thi công cho căn chung cư mini. Đấy, thì với thiết kế cửa thông Việt Pháp hệ thống kính 400 màu cà phê kết hợp với ga an toàn 2 lớp 6 và 8. Đấy thì hôm nay tôi làm một cái video để giới thiệu chi tiết về cái công năng sử dụng của cái bộ cửa và cái giá thành để cấu tạo nên một cái bộ cửa như thế nào, bàn giao với lại khách hàng như thế nào, tổng giá trị là bao nhiêu tiền trên một mét vuông. Thì sau đây tôi sẽ thao tác đóng mở cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, đây là cái bộ cửa đi mở quay ban công. Đây là với thiết kế của gia chủ là mở vào trong nhà. Đấy, thì cửa này là kết hợp trên kính dưới capo nén nhôm. Đây là nén nhôm hai mặt quý vị nhá. Công ty tôi sản xuất thì toàn bộ là sử dụng nén nhôm lá hộp hai mặt. Thì cũng có rất là nhiều đơn vị họ sản xuất cửa cái chất liệu của vật tư nó sử dụng lá, thì người ta chỉ dùng lá một mặt thôi. Nhưng đối với công ty tôi thì tôi luôn chăm chút cho sản phẩm. Đấy, thì chúng tôi sử dụng cái lá hộp hai mặt. Và kính bên trên là kính an toàn 2 lớp 6 đi bàn đạp trắng sữa. Đó. Và khóa thì công ty tôi sử dụng cái khóa AG. Và chuẩn bị để mở. Khóa AG là một cái bộ khóa bằng khóa rất là mềm và chắc chắn. Ở thì đối với những căn chung cư mini cho thuê thì chúng ta cần phải lưu ý đến những cái bộ khóa như thế này. Bởi vì theo cái cảm nhận của tôi, tôi đã từng đi công rất là nhiều chuyện. Đó thì cái tâm lý của cái người đi thuê, người ta sử dụng cái sản phẩm không phải là của người ta, thì người ta sẽ sử dụng nó không được giữ gìn như sản phẩm của chính chúng ta. Đó thì chính vì thế, đối với những cái bộ khóa dành cho cửa đi như thế này thì chúng ta phải cân nhắc là sử dụng cái khóa là tốt, bởi vì người đi thuê người ta sử dụng không, người ta không giữ gìn được sản phẩm của ta, nên chúng ta phải là người phải đầu tư để làm sao những cái bộ khóa sử dụng về lâu về dài nó đảm bảo mềm và chắc chắn. Đó, những cái bộ khóa cửa đi này chúng tôi dùng cái khóa AG thì nó có hai cái bi này. Chính vì thế khi chúng ta đóng mở, khi chúng ta đóng mở thì cái bi này nó sẽ chạy vào cái lưỡi gà, nó rất là dễ đóng. Rồi, đóng mở cho quý vị xem nhé. Đóng mở rất là chắc chắn và dễ sử dụng. Đó là cái khóa này chúng tôi sử dụng cái khóa nó đầu. Đó. Đối với này cái bộ cửa đi mở quay như thế này, và đây là cái bộ cửa sổ mở quay một mặt. Bình thường là chúng ta đóng cái cửa này khóa lại, chúng ta mở cái cửa này chúng ta phải cho nó ra vào. Đấy, thì đối với cái cửa sổ mở quay như này chúng tôi sử dụng cái bản đề thứ A. Bản đề thứ A khi chúng ta mở nó sẽ giữ đây, có gió to thì mình cũng không sợ va đập. Chúng ta mở cái đầu thì nó sẽ nằm ở vị trí đấy. Đối với dòng cửa nhôm Việt Pháp thì 4.400 thì công ty chúng tôi đang thi công và lắp đặt, sản xuất và lắp đặt cho khách hàng nên cho bộ tới công trình bàn giao chìa khóa cho khách hàng với đơn giá rất là ưu đãi và ổn định, đó là 1.200.000 một mét vuông, đã bao gồm đầy đủ kiện công lắp đặt vận chuyển đến cho quý khách rồi. Quý khách ở khu vực phía Bắc thì xin liên hệ tới số hotline 0986144999. Không cần biết quý vị ở đâu ở trong khu vực phía Bắc, công ty chúng tôi luôn luôn đáp ứng cho quý vị ở tất cả các tỉnh. Chính vì thế thì quý vị hãy nên cân nhắc thật kỹ trước khi chọn nhà thầu thi công hạng mục cửa thông cho căn nhà của chúng ta. Đấy, bởi vì đối với những sản phẩm cửa nhôm kính này thì cũng rất là nhiều đơn vị, nhưng mà công ty tôi là đơn vị thi công rất là chuyên nghiệp và bài bản. Đấy, thì chính vì thế cái giá thành để mà cấu tạo cái sản phẩm của công ty tôi cũng rất là hợp lý và cạnh tranh. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem thêm video. Quý vị nhớ đăng ký kênh của Diễn Nhôm Kính và bấm nút chuông thông báo để ủng hộ cho Diễn Nhôm Kính quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã xem video. Xin kính chào tạm biệt.